Anh ơi, nhà mình có con xe nào gầm cao mà số tự động mà chất không anh? Có chứ, có mấy mẫu đấy, tôi để anh quay cho em chiếc xe này. Dạ vâng, một mẫu xe gầm cao số động nhá, cực kỳ đẹp luôn. Em sẽ quay chi tiết tổng thành cho bác xem mẫu xe này. Dạ vâng, các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhấn đăng ký kênh và nút thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất ở bên em cập nhật nhé. Sau bác, đây là mẫu xe được mang tên là Mercedes GLK 300 nhé. Với cái tầm tiền rất là rẻ thôi, các bác đã sở hữu ngay một mẫu xe rồi. Toàn bộ đây ạ, trần lý nguyên bản này, rất đẹp này các bác nhé. Ở trần lý này, quá đẹp luôn, nội thất zin này. Toàn bộ đây ạ, táp ly zin nguyên bản của nhà máy từ đầu đây ạ. Còn rất là mới đúng không ạ, toàn bộ những phần vân nhựa nhé. Đó, vân nhựa này. Và toàn bộ những phần mạn chrome này, rất là mới luôn. Một mẫu xe còn cực kỳ chất lượng luôn. Và đây là phần khoang để đồ đằng sau nhá. Khoang để đồ đằng sau đây cực kỳ rộng rãi và còn lỉ mất, rất là mới luôn ạ, rất là mới luôn. Đó, các bác xem đây ạ, đây là những phần bụi nhá, có thể vào rửa xe là hút bụi cái là sạch thôi các bác nhá. Đó, toàn bộ đây có cái phần trên này đây, các bác rất là tiện ích luôn, kéo ra kéo vào. Đó, khá chất lượng các bạn. Bên dưới đây toàn bộ này, những phần nhựa này cũng là zin nguyên bản này các bác nhá. Nói chung là xe có chất lượng lắm các bạn. Bên dưới đây có lốp dự sơ cua này, và toàn bộ đây những cái phần sơn zin nguyên bản luôn nhá. Đây là sơn zin này, nó tôn vỏ không có bị mục ngoặt một chút nào cả. Đó, tí em sẽ quay cho các bác xem phần gầm nhá, gầm nó rất là đẹp luôn. Đó, mẹc là rất là đẳng cấp rồi. Toàn bộ phần trần đây ạ, em quay lại cho bác xem này, mới không ạ? Em sẽ quay rất là chi tiết, từng những cái chi tiết nhỏ nhất để các bác xem này. Từ những cái phần nhỏ nhất này, toàn bộ đây là phần cửa này, keo chỉ zin này. Và tất cả những trong khóc cửa này là sơn zin của nhà máy từ đầu nhá, nguyên bản luôn. Cái chất xe nó đẹp quá nhá, cái chất xe nó rất là đẹp luôn. Toàn bộ táp ly đồng đều như nhau này. Đó, toàn bộ táp ly đồng đều như nhau này. Đó, nhớ ghế 3 vị trí nhá. Đó, gương kính chỉnh điện, gương gập điện, ghế chỉnh điện đa hướng. Nói chung là xe nhiều option lắm các bạn, nhiều option hiện đại lắm. Toàn bộ đây, keo chỉ đây ạ, keo chỉ là zin cả xe, tất cả đây. Cái phần này zin. Và đây ạ, đây là phần ghế chỉnh điện này các bạn. Đó. Đó, khi các bác chỉnh xuống hoặc chỉnh lên thì cái phần gối đầu kia nó tự điều chỉnh luôn cho hợp lý nhá. Đó, lên xuống này các bạn nhá. Đó, ngả ngả ghế này. Đó, phần trên kia cũng có chỉnh được nhá. Rất là hiện đại luôn. Xe được trang bị túi khí vòng quanh xe nhé, phanh ABS, điều hòa tự động, chốt cửa tự động. Đó, cực kỳ hiện đại luôn, số tự động này. Đó, vô lăng tích hợp bàn phím, có chế độ ga tự động. Đó, âm thanh của dòng này cũng rất là hay luôn, được trang bị một dàn loa, nghe rất là hay luôn. Âm thanh của mẹc thì đẳng cấp rồi nhá, cực kỳ hay luôn này. Toàn bộ bên trong này đây ạ, toàn bộ bên trong này lỉ này, nguyên bản này, cũng còn rất là mới đúng không ạ? Rất là mới luôn. Đầu CD 6 đĩa nguyên bản, cảm biến quay xe luôn này các bạn, đây là cảm biến này các bạn nhá, cảm biến trước sau này, và kia cái độ thêm một cái cam lùi kia nhá. Âm thanh nghe rất là hay luôn. Nói chung là xe hiện đại lắm các bạn, cực kỳ hiện đại luôn, trang bị nhiều option này các bạn nhá, nhiều option hiện đại. Ghế chỉnh điện đa hướng các bạn nhá, nhớ ghế 3 vị trí, đằng sau có cả vùng điều hòa đấy ạ. Nội thất là ghế da zin nguyên bản của nhà máy từ đầu. Và đây các bạn xem, rất là nhiều nút bấm luôn này. Đó, toàn bộ đây những cái phần cơ bản này ạ, phần keo chỉ đây ạ, có zin này, và trong khóc cửa này sơn zin luôn ạ. Tất cả đây những cái phần nhựa này rất là mới luôn đúng không ạ? Nói chung là một mẫu xe bên em đã kiểm tra và test thử rất là kỹ rồi các nhá. Đó, xe rất là đẹp luôn ạ. Nói chung là cái chất lượng thì khỏi bàn luôn các nhá. Đó, chất lượng thì khỏi bàn luôn, cực kỳ chất lượng luôn. Các bác xem này ạ, từ những cái phần vô lăng này, đó, zin nguyên bản của nhà máy đầu đây ạ, nó còn đẹp như thế này cơ mà, đúng không ạ? Còn rất là mới. Dạ vâng, tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết nhá, ở bằng văn bản đầy đủ cho bác là xe không đụng, không ngập nước. Về cái chất lượng xe em thì các bác hoàn toàn yên tâm. Tại vì sao? Bên em luôn luôn tuyển chọn và test thử rất là kỹ những cái mẫu xe nhập vào nhá. Đó, xe phải thực sự đẹp, thực sự chất lượng thì bên em nhập vào ạ. Toàn bộ kính này lên rất là mượt này. Đó,
kính auto luôn nhá, kính auto luôn ạ. Nói chung là cực kỳ chất lượng luôn. Từ những phần kính nó lên xuống nó rất là mượt mà nhá. Form dáng thì miễn chê luôn, form dáng rất là đẹp các bác nhá. Đèn là đèn auto nhá, đèn auto luôn. Đèn bi cầu rất là sáng luôn. Và đặc biệt hơn nữa nhá, là khi các bác vào cua các bác nhá, vào cua là cái đèn này sẽ liếc liếc theo nhá, liếc theo đánh lái. Các bác đánh lái hướng nào nó sẽ liếc theo về về hướng đó. Rất là hay luôn ạ. Quá chất lượng luôn. Mẫu xe này bên em chào bán mức giá là cũng rất là rẻ thôi nhá. Quá chất lượng. Có hơn 400 triệu thôi ạ. Hơn 400 triệu. Các bác đã sở hữu ngay mẫu xe này rồi. Sau đây mời các bác em xem phần khoang máy động cơ nhé. Máy lổ êm ru ạ. Máy lổ cực kỳ êm nhá, đại chất luôn. Máy thì hơi bẩn một chút thôi nhưng cái đó không quan trọng nhá. Máy là máy zin đét luôn. Lổ êm ru. Các nhá. Miễn bàn luôn ạ, à. Miễn bàn về máy. Máy số đại chất. Keo chỉ zin cả xe. Nói chung là không bàn về xe nhá, chỉ bàn về giá thôi ạ. Dạ vâng, đó là tổng thanh xe Mercedes GLK sản xuất năm 2009, đăng ký 2011, số tự động. Một lần em xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video em nhé. Hẹn gặp lại bác video lần sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.